Tại con trong mộng con nghĩ là chắc người con gặp chắc đẹp, tại con coi trên hình vợ con kéo chân kéo đồ nhìn cao gáo ốm da, cái bận cái bộ đồ, cái mấy cái quần mặc quần dài bà già ở nhà, áo phông rồi đầu tóc lượm thượm. Thì thời điểm đó là nó hơi nhạy cảm, tại vì xung quanh con người thân bạn bè con cũng có người mất việc vì Covid nên là con cũng sợ. Cái con thấy ông này gia đình vẫn bị Covid, cái con tự nhiên hôm đó con khóc luôn, con khóc con sợ mất ông này. Quy tắc là cái quần sẽ bận trong vòng 3 ngày, cái áo sẽ bận trong vòng 2 ngày, tại vì cái quần người ta ít để ý, nhưng mà cái áo người ta để ý bận ngày hôm sau là người ta biết rồi. Mà đi chơi với con là ảnh cứ bận đồ đó xong anh xịt thêm dầu thơm cho nó thơm thôi, nhưng mà con ngon sao con nghe hết mà. Chú hoàng tử quá à. Giống Hàn Quốc hay gì hả? Giống Ayasio. Ồ, người Hàn Quốc thì dạ, không chú. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, dạ con chào cô chú. Con tên là Hữu Quang. Năm nay con 27 tuổi. Con đang làm công việc về giám sát vận hành của một công ty sự kiện. Dạ, dạ con chào cô chú. Con tên là Minh Anh. Hiện tại năm nay con được 25 tuổi. Hiện tại con đang làm công việc là nhân viên marketing cho một công ty ngành F&B. Ở vậy thì lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên tụi con gặp nhau là lúc đó là khoảng dịch đầu bắt đầu dịch chỉ thị 15 2021. Dạ, 2021. Dạ, là khoảng tháng 4. Con gặp vợ con là con chơi trên các cái ứng dụng hẹn hò. Dạ, con quẹt Facebook hẹn hò cái con gặp vợ con. Thì tụi con nhắn tin, con chỉ có hai em vậy thôi. Dạ, thì cái con cũng đợi vợ con rep, thì rep xong rồi nói chuyện được 3 ngày là tụi con hẹn đi siêu thị. Tại lúc đó là đang có chỉ thị 15 thì tranh thủ người ta đổ xô đi siêu thị chút. Mua đồ nhiều để trữ. Dạ đúng rồi, cái tụi con cũng đi để tụi con gặp. Nhưng mà có cái lạ cái là trước giờ con đi gặp các bạn nữ khác á là con đều ăn mặc chỉnh chu. Nhưng mà con đi gặp với vợ con á, cái vợ con nói thôi giờ mình chơi khác người ta đi. Mình bận áo phông quần cục, mang dép lê. Mà tại sao con lại có cái ý tưởng mà nó lạ lạ vậy ta? Dạ, kiểu mình bận thoải mái vậy thì nó kiểu như con người thật của mình vậy đó. Là show ra hết. Dạ đúng rồi, show ra hết cho mình đỡ thất vọng về sau. Rồi khi gặp nhau ở tại siêu thị. Dạ. Đó, thì lần đầu tiên gặp ở ngoài đời với một cái bộ đồ mà coi như là rất là thoải mái như vậy đó, thì con ấn tượng gì về cô này? Thưa chú, là trước lúc con gặp đợt vợ con á là con cũng phải đi kiếm. Tại lúc đó đông lắm cô chú, đông nghẹt à. Con hẹn đi ở quầy sữa chua, cái vợ con lên quầy mì, cái con nhắn tin hỏi ủa em đâu, anh đang đứng quầy sữa chua. Cái vợ con nói à em lỡ coi mì rồi, giờ anh đi xuống. Cái con hơi hoi em ở chảnh thì để anh đi lên. Thang máy nó kẹt đông mà người ta đổ xô đi đông mua lắm. Dạ đông. Cái con lên trên đó, cái con nhắn tin hết cũng hết 2-3 phút. Cái vợ con nói ủa anh tới quầy mì rồi, em ở đâu, em xuống sữa chua rồi nè. Sữa chua mì. Dạ, rồi lúc đó coi con lại xuống sữa chua. Cái vợ con nói em lên lại mì rồi. Trời, cái hai đứa này nó phải sao á nha. Chuyện tình sữa chua và mì. Đó. Con mới cũng 10 phút con mới gặp được vợ con. Trời ơi, chuyện tình sữa chua và mì trong mùa dịch. Rồi đến khi gặp thì sao nè? Thì cũng kiểu nó bị tác dụng ngược á chú. Nên là con thấy kiểu rồi thôi, hai chữ làm bạn hiện lên đầu luôn. Chứ không có ý định là sẽ tiến xa, tại vì anh này hoàn toàn là trái hoàn toàn cái gu luôn. Tức là trái gu mà cái điềm nó cũng kỳ kỳ ha. Dạ đúng rồi. Tự nhiên cái cách trở cam go trong một siêu thị mà lầu trên lầu dưới mình sẽ mắc mệt à. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi cách sao? Trở rồi qua mấy ngày sau là cách ly luôn đó. Đó. Dạ. Con có suy nghĩ giống bạn này không? Dạ cũng có luôn. Tại có duyên đó đúng không? Dạ, tại con trong mộng con nghĩ là chắc người con gặp chắc đẹp, tại con coi trên hình vợ con kéo chân kéo đồ nhìn cao gáo ốm da, cái bận cái bộ đồ, cái mấy cái quần mặc quần dài bà già ở nhà, áo phông rồi đầu tóc lượm thượm. Với lại cái nư đi mua đồ của vợ con kỳ lắm. Đi mua đồ chung cái con hỏi con thì là con muốn coi cái ngày sản xuất như thế nào, hết hạn như thế nào. Vợ con không có, vợ con cứ quăng vô kỳ á, đi kỳ á. Mà đi không coi đát luôn, không coi đát luôn chú. Giờ cái đi không có đợi con, cứ đi đi. Như vậy là cái buổi ban đầu là không có ấn tượng gì. Dạ, vậy không mà cũng không có suy nghĩ sẽ là coi như của là nhau người yêu đó. Của nhau. Dạ. Dạ. Rồi vậy sao tới được với nhau? Nhau. Dạ, kiểu con cũng nghĩ nói chuyện cho vui thôi mà cũng bị cuốn theo câu chuyện của ông mỗi ngày. Kiểu nghĩa ông là này mỗi ngày đều vẫn nói chuyện. Dạ đúng rồi, nói chuyện bạn bè bình thường mà ông này có cái khiếu là nói hài hước, nói là chuyện. Là sau đó là chắc chắn không gặp được rồi, là bởi vì là bắt đầu dịch rồi. Dạ. Dạ. Đúng không? Khoảng tháng 6 là chỉ cấm ra chỉ thị 15 là chỉ cấm giữa các tỉnh thành thôi, trong quận vẫn có đi được. Dạ. Thì ông này vẫn cũng gặp nhau. Dạ, vẫn nói chuyện với nhau. Dạ, vẫn cố chấp nhắn tin hẹn con đi khỏi giờ hàng quán không cho tụ tập rồi thì thôi chở đi vòng vòng. À. Mà đi vòng vòng thiệt chưa giờ thấy ai cô gái mà tốn có chai nước suối. Tại vợ con không có ăn uống gì hết cô chú.
vợ tại con người ta giả bộ người ta không ăn. Dạ không phải, không phải. Tại vợ con là theo chủ nghĩa eat clean à. Là ăn uống cái gì là cũng phải thuần rau củ rồi á. Thuần chay á hả? Dạ ừ. Rồi con thì thích ăn đây ăn đó, vợ con hai cái tư tưởng nó đâu có vô được. Nên là càng không biết được nữa. Dạ. Đó. Đó. Trời sao cái gì cũng khác nhau vậy chứ. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì cái cú nào mà khiến cho là hai đứa coi như là quyết định coi như là quen nhau? Hầu như là tụi con không có một cái ngày tỏ tình đàng hoàng luôn. Không có ngày tỏ tình? Dạ không có. Đang đi trên đường, ổng thở tay, ổng nắm tay cái coi như quen. Dạ. Dạ. Con có dự định. Dạ, nó phải có một cái con mốc chứ. Con có dự định là vô cái tháng 7 là con định book cái nhà hàng ăn rồi có nến rồi nọ đó, ăn kiểu Âu đó cho vợ con hẹn đi. Con lượm ngay cái tháng đẹp ghê luôn. Cái tháng 7 chị thì 16 cô chú, cái con đó thôi cũng không có hên bằng cái lúc mà mình gặp nhau nữa rồi. Có nghĩa tụi nó trưng kiên đủ thứ. Rồi sao nè? Rồi cái cũng kéo dài ở nhà dịch, cái con cũng video call rồi FaceTime rồi nói chuyện ở nhà thôi. Đừng nói tỏ tình online nha. Dạ không luôn. Dạ coi như là lỡ cái cú đó rồi, thôi con đợi hết dịch thì con mới tỏ tình. Dạ. Rồi sau khi hết dịch thì nào sao nè? Khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Dạ vừa hết dịch. Dạ vừa hết dịch là tụi con không. Dạ. Hàng rào vừa bung là chị hai. Dạ không, vừa hết dịch là vẫn mang khẩu trang gặp nhau. À đúng rồi. Không mang khẩu trang. Đúng rồi. Sao cái chuyện đó sao? Dạ chỉ có nắm tay rồi ôm rồi khẩu trang thơm má, không có nhưng khẩu trang. Nhưng mà khi mà vừa hết dịch cho bắt đầu hết giãn cách rồi đó cho gặp nhau rồi đó. Dạ. Hai đứa có nôn nào không? Dạ tại vì trong lúc dịch á thì cái lúc mà cái ngày mà con chích vaccine là ngày 10 tháng 8. Lúc đó là đến thời điểm đó con vẫn chưa gặp biết là con thương ông này rồi. Thì lúc mà ổng nhắn con là gia đình anh bị Covid rồi. Thì thời điểm đó là nó hơi nhạy cảm, tại vì xung quanh con, người thân, bạn bè con cũng có người mất việc vì Covid. Nên là con cũng sợ, cái con thấy ông này gia đình ổng bị Covid, cái con tự nhiên hôm đó con gọi con khóc luôn. Con khóc con sợ mất ông này. Cái lúc đó là con biết là con thương ông rồi. Thì lúc mà sau dịch ấy, thì con thấy cũng thấy nhớ gặp thấy cũng háo hức, nôn nao đồ cái kiểu. Nhưng mà ngặn cái là không dám cởi khẩu trang. Thế là hôm qua khẩu trang. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái nụ hôn trực tiếp, dạ. Môi kề môi khẩu trang quá là khi nào? Nó dạ trong cái tình huống nào? Dạ hôm đó là ngay sau cái ngày con bị té xe. Tại vì con đi làm con bị té xe, chú biết là con đi làm không được rồi thì sáng hôm sau anh này qua chở con đi làm. Cái ổng lợi dụng vô nhà con. Cái ổng cũng bày đặt chuẩn giúp con chuẩn bị đồ đạc đi làm, cái lát hồi cái ổng mở khẩu trang sẵn rồi này nè. Lại hôn mình cái đi, thì đó là lần đầu tiên của con hôn nhau ở trong nhà con. Có sát khuẩn không? Dạ có, trước khi vô có sát khuẩn chứ. Vậy là sau dịch là coi như là được, coi như được là hôn. Gần với nhau, được hôn nhau. Rồi có coi như là bung xòe không? Có đi chơi xa, có đi du lịch được không? Sau Tết thì tụi con có chuyến đi Đà Lạt hai đứa thôi. Rồi chuyện ăn ở sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện ăn ở sao? Trời ơi, chú quan tâm. Chuyện xảy ra rồi mẹ có biết không? Đó. Nhà con thì mẹ con rất là kỹ tính chứ không phải là khó. Thì tại nhà có ba chị em gái thì mẹ phải giữ cho ba chị em. Thì hồi nhỏ như là mẹ không cho tụi con qua đêm. Tại vì sợ con gái mình qua đêm này kia. Cái xong cái hôm mà con xin đi với ông này, con cũng hiểu sao mẹ con dễ lúc đó nữa. Cái xin cái cho liền à. Như là mẹ con cũng ưng ưng cái anh này hay sao. Cái nhưng mà vẫn dặn con là hôm đó phải mang bờ sờ nha. Mang bờ sờ theo để mà phòng thờ. Nhưng mà cái chuyến đi lại cũng bung xả nhẹ xíu chứ. Rồi cũng vui mà. Dạ nói chung như là cái mà, đúng rồi. Dạ lớn rồi. Đó con cũng lớn. Là tụi con làm đám cưới được bao lâu rồi? Dạ tụi con làm đám cưới được 35 ngày. Mới luôn hả? Dạ. Trời nó son quá. Nó đúng son luôn rồi. Vậy là đi qua cái màn kia vui lắm nè. Về mới ở chung nhau nè. Nó sẽ có những cái mà nảy sinh những cái tình huống mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được là cái người nhỏ đó đó nó sao lúc mình thương nó mình không thấy, rồi cái ông đó lúc mà mình thương sao mình không thấy, cái tật này của ông giờ nó lòi ra hết vậy ta. Đó. Có không? Dạ không, trước khi cưới là đã lộ ra hết rồi chứ. Đó bây giờ khui đi con. Dạ. Thứ nhất là ở dơ. Trời đất ơi con ở dơ lắm hả con? Có nghĩa là ảnh có cái quy tắc là cái quần sẽ bận trong vòng 3 ngày. Cái áo sẽ bận trong vòng 2 ngày. Tại vì cái quần người ta ít để ý, nhưng mà cái áo người ta để ý bận ngày hôm sau là người ta biết rồi. Mà đi chơi với con là ảnh cứ bận đồ đó xong nó xịt thêm dầu thơm cho nó thơm thôi. Nhưng mà con ngon sao con nghe hết mà. Một cái nguyên tắc rất là làm biến luôn đó. Nghĩa ông tiết kiệm bột giặt hay sao ta? Dạ đúng rồi, cái lý do mà ảnh nói vậy. Vậy là thương vợ đó. Còn gì nữa? Dạ có mê gì không? Có mê game hay là có mê nhậu? Dạ có, mê bia. Mà chơi cái nào lần nào cũng thua người ta hết trơn á. Mà hay đánh lắm. Cái trước khi mà cưới con thì xin là tuần đi đánh lần. Cái xong rồi có tuần đi hai lần. Mà tuần nó giấu con, cái ngày đó giấu con, cái nó dối con, cái con giận. Cái giờ xin lỗi con hứa là sẽ bỏ pizza.
Mà vàng tuần sau cũng xin con đi thêm lần nữa à? Mê quá đó. Mà lần nào cũng thua hết chú. Tại người ta tuần bạn con đánh 3 lần, con đánh con lần con đánh không lại. Rồi còn gì nữa không? Dạ hay mít ướt. Hay mít ướt gì hả? Mỗi lần mà gây nhau là chắc là nước mắt trước ha. Ảnh thì hay mau nước mắt, giống như cái đợt mà con chỉ là con giận con im lặng thôi, con thường giận là con sẽ im lặng chứ con không có nói nhiều. Thì anh này ảnh lại suy nghĩ là con giận gì không có những kim cương, những hộp xài không có tiền, nhưng mà con chỉ cần một lời nói thôi. Cái ảnh là ảnh là người khóc trước con. Cái xong mà sinh nhật hai đứa tự nhiên ôm nhau khóc luôn. Tủi thân á, tự nhiên em tủi thân á. Rồi giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Dạ mong muốn là chồng con đừng có suy nghĩ buồn nhiều quá. Cái gì có chuyện gì thì mốt vợ với chồng cùng làm, chứ đừng có mà suy nghĩ là một mình phải làm, mình phải cố gắng. Con không muốn vậy. Với lại mong muốn là chồng con bớt nói nhiều lại. Tại phân tích hoài con nhức đầu lắm. Con thì thích ít nói, con hướng nội. Một câu chuyện mà ổng có thể phân tích nhiều lần trong vòng nhiều ngày, mà lần nào cũng giống nhau, ổng nói hoài luôn. Cái đó dễ bị sạn lắm đó. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ, vợ con thì hay ăn uống hơi khác người xíu cô chú, tại ít clean. Nên là con thì ăn sao cũng được. Vợ con thì hơi kén ăn, nấu nướng thì cũng không có nêm nếm gì hết. Có lần vợ con làm cho con cái hộp đồ ăn, con cũng náo nức lắm. Con mở ra đồ ăn mì với lại bơ với mấy cái hạt. Mà lúc đó vợ con quên để mì với lại nước sốt riêng đó cô chú. Cái trộn chung cái đâm ra một hộp thành hai hộp. Cái con ở nhà con ăn thành hai tô luôn. Xong lúc đó còn không có ấn tượng gì với cái món đó luôn. Đó là cái nấu nướng của vợ con rồi, thôi để con nấu. Dạ. Nhưng mà con nấu thì vợ con có ăn đồ của con không? Nhưng mà con nấu thì vợ con phải dặn không có nêm cái đó nha. Ít lại xíu nha. Vừa thôi anh hơi lố. Về ăn uống là coi như là chưa ổn lắm đúng không? Dạ chưa ổn đó. Lắm. Rồi. Với lại đồ đạc thì con thì hay kỹ tính lắm. Con đồ đạc con sắp đồ đẹp lắm, đi du lịch vợ con đi với con là con sắp đồ hết trơn rồi. Vợ con tới chỉ có tới phòng cái bung bung rồi dục chỗ này chỗ kia. Đây là vợ con hơi dạ, bừa bộn. Dạ hơi bừa bộn đó. Dạ. Rồi ngồi đằng sau hay nhõng nhẽo lắm cô chú. Có cái là giống như con đang chở vợ con đi cái đi vòng vòng chơi cái thấy người ta được cái này, thấy người ta được cái kia, cái quay qua em cũng muốn cái đó, cái thấy trách con không có tặng cái đó cho vợ con, cái tự nhiên dựng ngang xương luôn cái con của con tủi thân, con tủi thân con không hiểu tại sao lại vậy. Tự nhiên mình không hiểu tại sao tự nhiên bị giận á. Bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì những cái điểm mà con mong muốn nhiều nhất là vợ con ăn có dinh dưỡng nhiều so với người ta xíu. Tại vợ con hơi gầy. Cô cũng đang muốn nói đó, tức là ăn cái chế độ kiểu như con thì cũng tốt đó, nhưng mà cô nghĩ là với những cái người mà cũng như là cỡ như tụi cô trở đi thì mình bắt đầu những cái đó, còn con là bây giờ phải bắt đầu phải có những chuẩn bị sức khỏe cho gọi là cái chuyện mà sinh nở đó. Thực sự luôn, con tưởng tượng em bé mà nó rút hết những cái mà con đang có trong người, những cái vitamin ấy, những khoáng chất mà con đang có mà con không có bổ sung đầy đủ là mệt lắm luôn á nha. Kỷ niệm ngày hôm nay lên đây đó, coi như hai đứa có lời gì muốn nói với nhau không? Giống như anh chưa cầu hôn con hay là cho anh để cầu hôn? Là trời ơi, con làm sao con làm được? Dứt chót nào. Anh với em quen nhau cũng được 2 năm hơn. Thì khoảng thời gian mà mình gặp khó khăn nhiều nhất là khoảng thời gian dịch và khoảng thời gian trước hôn nhân. Cũng có nhiều lần anh có bày tỏ ý muốn là anh cũng muốn cầu hôn, nhưng mà do gặp những cái tình huống nó trớ trêu quá nên anh chưa có dịp. Thì đây sẵn đây có lên chương trình thì anh muốn cầu hôn với em. Em vừa chạy. Ok. Rút ra. Rút ra đây lại nha. Em làm vợ của anh nha. Trời ơi đó nha. Rồi, bé nó đồng ý rồi kìa, giờ nó xúc động quá kìa. Ôm nhau. Chúc cho hai vợ chồng ha sẽ yêu nhau thật nhiều nè, rồi đúng giờ đúng khắc sẽ có một vị tinh tú xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, ha, dạ, thật tuyệt vời, đẹp trai đẹp gái giống như mẹ. Vậy giống như ba của mình nha. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Em tên là Phan Doãn Sĩ. Năm nay em 26 tuổi. Đang làm việc trong ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mekong. Còn đây là vợ em. Rồi cô vợ, xinh xắn dạ, quá. Dạ, em tên là Ngân Hà, em cũng 26 tuổi. Em là chuyên viên tư vấn luật. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Dạ. Đúng không? Vậy thì quen nhau như thế nào? Chắc là trong trường đại học hả?
Dạ không, tụi em quen nhau qua Facebook. Anh nhầm em có một người bạn của anh, cho nên anh kết bạn với em. Em có một người bạn thì em hay qua người bạn đó chơi. Mà khi em qua người bạn đó chơi thì có một cô bé hàng xóm rất là dễ thương tên là Ngân Hà. Đó thì em mới lân la tìm Facebook, tìm mọi cách để nói chuyện với cô đó. Khi em vô Facebook của người bạn của em á thì có tên cô bé là Ngân Hà. Vô em nói chuyện bình thường, anh cứ vô nói linh tinh lang thang, nói quá trời luôn, hỏi em giống như kiểu là đã thân mật từ rất là lâu rồi. Có một lần thì anh hỏi em là em học kinh tế sắp ra trường chưa. Em nói em chưa, em đâu có học kinh tế đâu mà ra trường. Anh nói là ủa sao bữa em nói em học kinh tế. Em nói chứ tôi đâu có gặp anh bao giờ đâu mà hả, anh biết tôi học kinh tế vậy hả? Em vẫn chưa biết là em nhầm người, em cứ nghĩ là cô ấy ở có giỡn với em thôi. Cho nên là em vô coi hình, em coi hình thấy đúng không? Không hề là cái người mình đang đeo đuổi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cuối thì nhưng cùng... mà cuối cùng thấy cái hình đó nhìn cũng dễ thương, đẹp hơn là nên em vẫn tiếp tục nói chuyện. Rồi anh xin số điện thoại của em. Cho luôn. Mà em cho luôn. Tại vì cách nói chuyện của anh thấy anh cũng thật thà. Nhưng mà cái ấn tượng mà hai đứa lần đầu tiên thấy mặt nhau nó là sao? Tụi em quyết định gặp nhau. Em mới rủ cô ấy đi uống cà phê và cô ấy không chịu uống cà phê. Rủ đi ăn cũng không chịu đi. Và cô ấy lại rủ em đi karaoke. Chỉ có một nam một nữ thôi. Em cũng hơi sợ. Không hiểu vì ủa sao. Lý do gì sợ? Đi hát karaoke thường là đông người đúng không? Mà chỉ một nam một nữ, em mới sợ. Em hiểu không? Karaoke phải có phòng riêng rồi. Tại lần đầu tiên gặp á thì coi hình thấy cũng khôi ngô tuấn tú. Khi mà em gặp ảnh á thì chỉ có diễn tả bằng 4 từ thôi. Từ gì? Thốc giọng tràn trề. Sao vậy? Ảnh ổn nhớ nhất à. Mà mặt mụn không à. Kim cương đâu giác đầy mặt. Em nạm kim cương lên mặt không? Dạ. Cái em mới nghĩ bụng chứ, bây giờ mà đi ăn hay đi uống cà phê á thì phải ngồi đối diện, mặt đối mặt là phải nhìn mặt nhau. Mà nhìn mặt hay là thấy không hợp nhãn à. Cho nên là em nghĩ chứ thôi bây giờ kiếm cái gì mà không nhìn mặt nhau mà vẫn chơi được. Cho nên em chọn đi karaoke. Lần đầu gặp mặt thì cổ đã tặng cho em 4 chữ vàng thất vọng tràn trề. Vậy lần đầu gặp mặt cổ thì em cũng tặng lại cổ 4 chữ vàng đó luôn. Tôi sẽ ở ngoài nhìn không giống như những tấm hình vô tình trên mạng. Nhìn ở trong hình Facebook á nhìn rất là dễ thương, ở ngoài nhìn không phải vậy, mình tưởng là mình gặp nhầm người nữa cơ. Em về thì em cũng nghĩ là cũng không tiếp tục gặp nhau nữa. Mà đột nhiên sau 2 tuần có lại gọi điện thoại cho em. Đổ đi karaoke tiếp. Thêm lần nữa. Dạ thôi bất ngờ. Mà lần này mấy người em đang thất tình cho nên là em buồn quá cái em mới rủ ảnh đi. Mà vô đó cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ có hát và ăn thôi. Mà kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đồng hồ hát cái điều này thì bị tắt tiếng luôn á. Mà 6 tiếng hát không nhìn mặt nhau luôn. Thật là lúc em nghĩ em cũng nể phục vì sao mình có thể là hát được 6 tiếng đồng hồ vậy. Bây giờ em kêu em làm lại em cũng không làm lại được điều đó. Có chuyện gì xảy ra trong 6 tiếng đó không? Cũng chẳng có gì hết, mà chỉ có một câu chuyện đó là lúc đó em hát đến bài Mơ Một Hạnh Phúc. Có câu là mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh. Thì lúc đó em nhớ đến bạn trai cũ của em. Rồi em khóc khóc thích. Tự nhiên cái em quay qua em nghe tiếng bên cạnh cũng em quay qua tự nhiên thấy anh này đang khóc. Trời ơi. Em nghĩ bộ nó chứ cha này vô gì tự nhiên mà khóc gì khóc. Ủa mà lý do sao em khóc vậy? Tại vì em cứ nghĩ là cô ấy thể hiện tâm trạng với em nên mình cũng thấy rất xúc động thì mình cũng rơi lệ theo. Thật ra là không biết hiểu lầm đó mà chị nghĩ rằng sau cái buổi đó là hai đứa xích lại gần nhau hơn đúng không? Dạ thì sau lúc đó thì em mới thấy cũng cảm kích cho nên em quyết định tiến tới. Tiến tới? Dạ. À tỏ tình đúng không? Dạ tỏ tình. Đúng rồi, vì nghĩ là cái tình cảm toàn bộ dồn hết cho bạn thôi. Em không hiểu vì sao em tỏ tình tới 3 lần mà cô ấy vẫn từ chối. Ôi gì em cũng rất là ngạc nhiên. Kỳ vậy? Có hai lý do. Đó là thứ nhất là ảnh trùng tên với ba em. Ủa thôi hả? Dạ. Lý do thứ hai đó là lúc đó ảnh ốm á. Anh nói nhau ông nhắc là có 50kg mà em thích bé con đôi giật. Thì lúc đó coi mới ra điều kiện cho em lên 60kg. Từ 50kg lên 60kg cũng rất là khó, là lúc đó ăn rất là nhiều mà không mập nổi. Thì lúc đó coi mới đưa cho một thời khóa biểu ăn rất là dày đặc. Thời khóa biểu ăn sao? Sáng, 6 sáng ăn sáng, xế, trưa 9 giờ ăn, trưa 11 giờ ăn trưa, đến chiều 7 chiều ăn tiếp, đến tối 7 giờ ăn tiếp, đến 11 giờ đêm ăn tiếp.
Nhưng là đúng giáo viên lớp mầm quá à. Ừ. Em nhìn thấy cơm mà em nhìn em ám ảnh luôn. Rồi em có áp dụng cái bài phát biểu đó không? Phải áp dụng chứ anh, bởi vì mà khi mỗi lần ăn á là cô ấy bắt em gọi điện thoại để nghe nhai như thế nào nữa. Bao nhiêu lâu thì em lên được cái số gọi là số kilo mà vợ em mong muốn? Thì theo cái với tốc độ ăn đó của em á thì khoảng một tuần em lên 3 kg. Wow. Cho nên khoảng một tháng, hơn một tháng trời thôi là em lên tới 62 kg. Tới cái mức mà khi đó em nghỉ hè được một tháng thì bạn bè vô, khi mà vô học á, bạn bè cứ nghĩ em bị bệnh thận, bị phù. Mày sao làm gì một tháng trời mà nó phù người lên vậy? Rồi bây giờ qua được một ngưỡng rồi, đừng có nói là bắt chồng đổi tên nha. Có hai lý do thì ảnh đã đạt được một chỉ tiêu rồi. Em cũng nói ảnh là bây giờ đổi tên, nếu mà quen thì đổi tên đi. Anh cũng hứa với em là quen anh sẽ đổi tên. Em cũng chấp nhận. Từ lúc đó tụi em quen nhau. Nhưng mà giờ lấy nhau rồi anh cũng chưa đổi tên. Thôi đâu cần, bây giờ em gọi xưng hô bằng nickname với nhau được rồi. Đó. Chồng yêu hay là gì đó, anh heo hay là gì đó. Hay là anh mụn. Chị hỏi nè, từ lúc mà quen nhau cho đến lúc lấy nhau có lâu không? Khoảng 3 năm chị. Vậy bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Thì bây giờ tụi em lấy nhau cũng được khoảng hơn 4 tháng. Vậy đúng nghĩa là cặp vợ chồng son ha. Dạ. Nếu vậy thì sau khi tụi em lấy nhau đó, cuộc sống nó có vui hơn, nó khác nhiều hơn lúc mà yêu nhau không? Khi lấy nhau rồi á thì mọi chuyện đều ổn. Ngoại trừ một chuyện là nó tật thì cũng là tật, mà cũng là một cái ưu điểm là rất thích nấu ăn. Nhưng mà cái tật là tật ở đây là hay chế. Dạ. Chế biến á. Dạ, chế sáng tạo. Chế thức ăn á. Có một lần, có một lần nấu chè khúc bạch. Thì không hiểu sao có một lần cô ấy dẫn em đi ăn chè khúc bạch rồi. Ăn rất là ngon. Cái về nhà cũng kêu vợ em nấu. Vợ em cũng rất là thích nấu. Khi nấu xong em ăn, nó phải chè khúc bạch nữa. Nó rất là dai á. Rồi cái mùi của nó mà khi em ăn thì nó giống như mùi xít. Thì chị có nghĩ là mùi xít. Ăn rất là kinh khủng. Em đâu dám ăn. Ăn một lần lẹ ra liền. Em còn dám ăn. Cũng như là sáng tạo ra cho biết vậy thôi đúng không? Em cũng không hiểu tại sao nó thành cái món thảm họa như vậy nữa. Tinh dầu hạnh nhân em cho vô, đáng lẽ nó mới thơm mùi hạnh nhân mà em không hiểu sao nó thành mùi bỏ xiết. Rồi cái cục khúc bạch em nhớ em cho đường vô, mà ổng kiểu sáng mặn chăng à. Em nói một ông anh chồng, ổng tới nay không từ một cái gì, ổng không ăn. Cơm đang ăn cho tủ lạnh, kho cơm nó co lại còn có một nửa. Bỏ đi công chuyện, về tiếp tục ăn. Nhưng mà về khúc bạch của em không quá. Thảm họa nhất trong tất cả các loại thảm họa. Cái đó là cái món sáng tạo đầu tiên hay cuối cùng? Dạ, món giữa giữa thôi chứ chưa dừng lại đâu. Cũng rất nhiều sáng tạo đó chị. Cái mong muốn của em á là mong muốn là khi nấu đồ ăn á bớt dế đi, chỉ cần làm theo công thức là được rồi. Đừng có dế quá, phóng khoáng quá, không cần sáng tạo. Dạ, không cần sáng tạo thêm. Nói chung là em phải chú ý nghe, đừng có sáng tạo bún đậu mắm tôm là hiện nay đã có hot á. Đừng có sáng tạo là thành là bún đậu mắm ruốc nha. Còn chồng em thì sao, có cái điều gì em khám phá sau khi mà lấy nhau không? Dạ, ảnh thì ảnh thích chơi game. Hai vợ chồng em thì sáng mỗi thứ đứa đi làm, Trinh cũng không nói chuyện với nhau nhiều, đến tối về thì mới nói chuyện với nhau thôi. Thì em cũng muốn hai chồng chia sẻ những điều, cũng như hôm nay anh có cái gì vui, anh có cái gì vui thì anh nói cho em nghe. Mà em cũng vậy, mà em nói anh cứ chơi game cái trò Candy Crush Saga trên Facebook rồi trên điện thoại đó. Mà chơi anh ghiền quá. Cái em nói chuyện gì anh cũng thấy không dám ngôn thuận gì, cứ nói chuyện một mình không à. Chứ em giận, em không cho anh ngủ chung nữa. Cái mấy bữa sau cái ảnh khắc phục ảnh sửa sai bằng cách lén lấy điện thoại của vợ em, cài vô để cài vô cho chơi thử, cài vô chơi thử, chơi thử thấy gì chơi luôn. Em nhúng chạp luôn, nhúng chạp với hai chồng cùng chơi luôn hả? Dạ, bây giờ thì mỗi buổi tối không ai nói chuyện nha, cứ mạnh người mỗi người một máy chơi kịch hôn nhân. Trời ơi, tình hình vậy là không có được nghe. Càng ngày càng căng mà. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chết. Chưa tiếp mới. Tiếp tục như kiểu này là không có em bé đâu nghe. Chưa mới chơi kiểu đó đó. Đã chưa? Em, hai đứa cùng phải sửa cái đó đó. Cùng bỏ game đi. Trời ơi, tối hai chồng về phải chịu khó nói chuyện tìm hiểu nhau, chứ không có như vậy được. Dạ. Hiểu không? Thử đi, đêm nay về đi, bỏ chơi game đi, nói chuyện gì khác hơn và chơi cái khác đi, ví dụ vậy. Dạ, chơi cái khác vui hơn. Cảm ơn hai em. Năm nay 33 tuổi.
Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Ừ. À, công việc của Khánh là gì? Chắc dạ. đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. À, Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Yeah. À, dạ, vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ luôn. Đúng, đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu. Ủa, đáng yêu vậy. Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không, chị yeah. coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu chó mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai rồi đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, bây giờ giới thiệu đi Khoan, giới thiệu tên họ, công việc, rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu. Rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó rồi cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Dạ. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi ạ, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách
hai bên đùi trong rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái thì đó gặp nhau nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa áo vét nữa và không biết làm sao hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi nữ ở lại thôi. Nó chưa ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy là từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế. Từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường, nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá
giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao, nghe vậy bà tính bướng. Vợ bướng lắm, không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó, gà, gà, cú, dạ, rồi heo, thỏ, có cả khỉ nữa à. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê, thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này nha, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó, mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo, vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên đó. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột đúng, theo đúng, dạng đúng, là có đúng, nhiều đúng. Bạn là thích chuột theo theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết bao nhiêu thì không đúng, không đúng, được đúng, như vậy. Nếu đang nói có duyên đó. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ, như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn? Dạ, tiền đâu tới? Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé. Dạ. Bà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc mót đồ là. Như là mỗi tháng nhưng em làm ra lo từ nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không hỗ trợ hay sao? Ờ, lúc đó thì gia đình không cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp cho em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy á, là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Họ thường biết đâu mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư á la, tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ á, thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nó rất là yên tâm, rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau. La nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài, mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều rồi đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em gái mưa thôi ạ. À. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào ảnh cũng ngồi làm những cái trứng ra hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh đúng không? Tức là đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Không ạ, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất, đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là, nhưng mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nha. Đó là những cái hành động lãng mạn em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm. Dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi. Dạ, tụi em không biết định có con à. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm.
em không muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống với sinh mạng của họ. Dạ, đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác, giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao, kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy, phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi, em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi, là chọn thôi. Hạnh phúc lựa chọn là lựa chọn đúng không, chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao, rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu có để. Thôi giờ thôi, chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết, con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, từ nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nha. Vậy thì
không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, dạ. À, tại vì nhà đâu thể phòng... nào máy lạnh được. Dạ có máy lạnh ạ. À. Phòng em thì nhưng mà khoảng rồi lông 30... chó lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ vuông mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. À, dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền. Dạ. Trong, dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ đó. Biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. À. Em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là các phần thưởng nào đó cho mấy bé. Ừ quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng cưng chồng. Dạ. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ những cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ. Thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hay cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thay não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ coi mặt đúng mặt rồi dông dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á đó, dạ, đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng, thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng dạ ngay đây là lủng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi, thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi, tại vì tay chân em bị cắn liên tục. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đó với những bé, dạ, đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 người loài mà trời, chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu, nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiển, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm ốm cực kỳ mà ốm mà luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người đinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em nó cũng tung dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được.
Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Đỉnh đó đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Nghe. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Nên là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thực sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc ảnh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu. Dạ là ảnh không có thật xấu gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại ảnh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì ảnh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt cái cây, nó không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn. Là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn rồi cười luôn. Dạ từ đó là em là em hơi hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy dạ. Luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thực sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thực sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, em bệnh thì sao. Đừng nghĩ ba cái chuyện mẹ đó, thì mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì á, càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Thôi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em. Nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đó. Đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi.